Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay Như Ý xin giới thiệu với người anh em bộ phối ghép giữa con Mixer bàn Mackie Onyx 1220 ghép với một con FXR Lacycom của Mỹ ha, MX300. Đấy, trọn bộ đôi này ghép cực kỳ hoàn hảo nha anh em. Mình ghép mình đã test qua rồi, tiếng êm lắm. Thì hôm nay mình làm clip mình bày cho anh em cách sử dụng cơ bản. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua, để cho những người anh em nào chưa biết thì nghiên cứu thêm ha. Đầu tiên thì bàn mixer này, hai đường ốc sen ha, hai đường dây màu trắng thì cắm vào input, cắm vào input của con Lacycom MX300 ha, là tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra là hai đường output, output thì mình đưa về ốc return ha, ốc return, hai đường dây màu đè lại anh em ha. Thế là xong đây. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái tiếng mic mọc ha, tra tiếng mic mọc, đẩy phê ra lên ha. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 9 10, đây là tiếng mic trường đang phát anh em ha. Rồi ok, mình sẽ lấy cái trong mic để ở đây mình nói cho nó dễ. Thảo nào cho nó dễ tí xíu ha. Alo alo. Rồi bây giờ bắt đầu từ bàn mixer này, anh em gửi hai tín hiệu ốc sen này đi vào, còn anh phát bằng hai cổng này hả, chú ý như cái đèn này nó chốt lên này, ví dụ như mình đếm một cổng đi ha, rồi gửi thì tín hiệu nó sẽ chốt lên một đèn thôi. Alo, anh em thấy cái đèn LED sáng không? Đây là mình mới mở một cổng này ha, em ha, mới mở cổng màu đỏ thì đèn LED sáng này. Lơ, mình phải gửi tín hiệu vô tới đây thì nó mới có hai phát ha, chứ nhỏ quá thì bị yếu. Rồi tiếp theo mình gửi cổng R nữa này. Lơ, 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 anh em thấy đèn chớp chưa? Lơ, lúc này là đã gửi vô rồi. Thì cái vấn đề gain này, vấn đề gain. Hai cái cổng này mình gửi bao nhiêu thì tùy, chứ không phải máy móc là 1 giờ, 2 giờ hay 5 giờ gì đó. Mình gửi làm sao để tín hiệu nó đủ vô đây. Nè, anh em coi giờ nhìn thấy cái đèn chớp đều này. Lơ, lơ, lơ. Ok chưa? Rồi, có nghĩa là tín hiệu để vô tới con máy phát vào đất. Rồi bắt đầu mình kém như ốc return đúng không? Thì mình sẽ vặn hai cái ốc return này lên, hai chiếc áp lên ha. Thì bây giờ em sẽ vặn từng cái. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. 1 2 2. Anh em thấy con trồi đúng không? 1 2 3 4 5 6 10. Ôi trồi cái này cực mạnh này. Mạnh lắm. Mạnh cứ khủng vậy chút xíu thôi. Rồi giờ tới cái ốc thứ hai là ốc reverb ha. He He 10 Sao vậy? He. Anh em thấy không? Reverb mới vậy chút xíu mà nó bông gơ gơ. Cái này mà đem ra ngoài trời làm thì nhất lắm. Thì sẵn hai góc này thì mình có hai bộ máy ở chỗ và đi vào ha. Ở chỗ này. Alo, alo, alo. Muốn phối hợp với ở chỗ đi vào này. He 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 10 1 2. Cái này là kết hợp ở chỗ với đi vào. Đi phát mạnh cực kỳ. Rồi ok anh em ha. Thì cái cách chỉnh con này nó rất là đơn giản. Do mình ngại thiết bị số thôi, chứ mình quay tay nó vẫn lên. Và đam với anh em quay tay nó còn nhanh hơn quay máy nữa. Đấy, nhìn này. Ví dụ như mình set cái kênh Echo vật ý ha, Echo vật ý. Thì kênh đầu tiên là kênh mono delay, mình có thể chỉnh ngay trên phím nóng lên đây được E này. E là tempo này, tới B là delay time này, dạng cái biến B lên này. Anh em thấy thay đổi số không? Đó. Ví dụ như mình dạng lên thay đổi số này. Rồi tới feedback là giống như nút repeat á, lặp lại. Mình chỉnh đến này vẫn được luôn, đó, chỉnh đơn giản. Rồi mình muốn lưu lại bấm Start. Sau khi mình chỉnh rồi, mình muốn lưu lại bấm Start ha. Bấm Start là báo mình đặt tên. Mình muốn lên đi đâu lên, muốn đặt tên gì, đặt Ambassador, EF, GH gì đó, đặt tên ha. Sau đó bấm Start cái nữa là nó báo lưu kênh số máy. Mình lên, ví dụ lên kênh số 2 đi ha, lên kênh số 2 đi. Rồi cái mình bấm Start phát nữa. Đó là sẽ lưu kênh số 2. Thấy không, đơn giản, còn dở hơn chỉnh văn số luôn, em nói thiệt cho nó dở hơn chỉnh văn số. Cho anh em cứ thấy nó gờ cũng quá, nhìn thấy nó ngại dùng, chứ thực sự dùng nó cũng dở ẹt, không có gì hết. Cho nên là đừng có ngại, cứ mua gì dùng, không rành chỗ nào, Zalo hình ảnh ý bày ra ha. Rồi, con MX300 này rất đẹp nha nè, đẹp, tai ốc còn chưa có chạy luôn, đẹp xuất sắc luôn. Con này hàng Nhật về này, còn tem Nhật cũng này. Ngại còn tem được, điện áp riêng 100V. Nhưng mà anh em đi làm show thì ngại điện 100V thì mình sẽ đổi cho cái bao nguồn rung auto ha, 1200 cho tuốt hết. Thì mình đổi bao auto thì cũng thêm 300.000 nữa, nhưng mà cuối năm mình sẽ khuyến mãi luôn.
con này giá 6 triệu ha, 6 triệu. Đấy. Còn con mixer này thì giá 7 triệu ha. Trong bộ này 13 triệu. Nói thật với anh em làm phê lắm, đồ cơ analog nó có cái giá trị của nó. Nó rất là mộc mạc nhưng mà nó lực tiếp. Đấy. Muốn chỗ nào vành cho nó, thích chỗ nào vành cho nó lên này rất dễ ha. Rồi mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909043679. Thân ca, thân ái, chào mọi anh em nha.